Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 180 với đề bài như sau. Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy sắp xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau. Nguyên tắc 1, mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước. Nguyên tắc 2, mối quan hệ có loài bị hại xếp sau. Loài càng bị hại nhiều, càng xếp về sau. Để có thể trả lời được câu hỏi này và đảm bảo được hai nguyên tắc, chúng ta hãy xác định các loài dựa theo thứ tự: loài có lợi, loài không có lợi, loài không có hại và loài có hại. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi đến lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết như sau. Theo nguyên tắc thứ nhất, mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước, thì ta sẽ sắp xếp được các mối quan hệ và theo thứ tự bao gồm cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Theo nguyên tắc số 2, mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau, ta có các mối quan hệ theo thứ tự như sau: ký sinh, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh và sinh vật ăn sinh vật khác. Nếu theo cả hai nguyên tắc trên thì 7 mối quan hệ trong quần xã sinh vật sẽ được sắp xếp theo thứ tự là cộng sinh, hợp tác, hội sinh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh và sinh vật ăn sinh vật khác. Tuy nhiên, thứ tự sắp xếp này có thể được thay đổi tùy vào trường hợp cụ thể. Ví dụ như ức chế cảm nhiễm có thể đứng sau cạnh tranh. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 4, sách giáo khoa sinh học 12, trang 180.